chỉ là một đứa đi ăn xin ngoài chợ này chợ nọ. Nhưng nay Nhi đã được có vốn bán vé số 10 triệu, mấy triệu ha. Quá vậy mày? 12 3 4. Rồi có đi mua đồ đạc rồi trong nhà trọ chưa? Chưa. Có nhưng thiếu một chiếu này kia thôi ha. Rồi đồ nấu ăn đâu có mua không? Chưa có, chưa mua luôn. Tới nhà phòng vợ trống lẫn không? Sao hai vợ chồng dựa dựa nhau vậy? Mệt mỏi. Tối rồi chưa đủ hả? Không đâu không? Làm chết luôn rồi. Nè, tối ngủ được không? Được cơ. Giữ nhà. Thấy hai chồng hạnh phúc vậy không? À, lên tới đây cảm giác như sao? Ở đừng ở gần cha vui. Vui nha. Rồi tối có tâm sự gì với cha chưa? Ít lắm, cha ít thì tâm sự với con gái lắm. Mà cha mỗi lần cha tâm sự là cha khóc không? Rồi tối chị lên gặp cha có khóc không? Nước mắt nó khóc ở trong lòng rồi, chứ nó không khóc ngoài được. Tại sợ cha thấy nước mắt cha buồn. Mừng lắm vì được ở sống chung với cha. Rồi chị ở đây ổn định đi, rồi mấy bữa nữa em trở về với Sóc Trăng cho làm giấy tờ nha. Anh xin nghỉ rồi hai chồng chị với ở nhà bà nội đó, ở một hai bữa gì đó làm giấy tờ xong mình lên đây lại. Rồi nào giấy tờ xong cái tụi em lấy gửi lên cho anh chị thôi, hỏi gì giúp nữa. Rồi anh có không có hộ khẩu gì hả? Không, không ấy, trong hộ không có hộ khẩu ở trong cái gia đình nữa ha. Nhưng mà cũng phải từ từ nghiên cứu sao mình làm giấy tờ lại để mình sống mình hợp pháp ha. Như hai chồng thì chị có rồi, chị bảo lãnh ảnh chắc cũng được. Chung mình sống mình phải tuân thủ pháp luật ha. Rồi sáng giờ vợ chồng ăn uống gì chưa? Chưa có ăn nổi. Có cơm bển phà. Có người mua cơm cho ăn kìa. Mua cơm luôn rồi ha. Mà chưa có ăn nữa. Rồi anh hết đau mắt chưa? Tối thấy chạy mở mắt không lên luôn mà. Không, nhờ nhờ xịt cái kia vào mắt không mở được. Rồi tối giờ ngủ có bạn có một ngọt không? Không biết. Không biết. Ngồi trời đâu biết, tại nhà mệt quá. Tại nhà đi con đi vòng mạnh. Vậy chị Nhi định chừng nào đi làm gánh? Chắc bữa là bữa nữa. Làm ở đây luôn nha. Dạ. Ở chợ này có chỗ làm gánh không ta? Có, chắc luôn. Nói vậy thôi chứ cũng không biết nữa. Tại mình nghĩ chỗ nào cũng có chỗ làm gánh hết chứ. Rồi làm gánh rồi có đi tắm trắng luôn không? Chưa biết. Tắm trắng mất vợ không à? Mất vợ. Vậy ông tắm chung luôn. Phải tốt cho vợ mình giữ lên như xưa chứ. Cái gì đó là cái mượn giá luôn á. Mà ông tối ngày ông kè kè theo vợ ông mà sao mất được. Chắc ngày như ngày xưa chắc ông lộng kiếm vậy luôn quá. Rồi mai mốt rồi anh đi làm có dặn vợ theo không? Chắc có thể. Có thể hả? Rồi, rồi đói luôn. Rồi đói anh đâu học. Chắc ổng không xa gì được đâu, nghe chắc cũng kêu theo rồi. Tụi ngoài ngồi đó, anh làm ngoài ngồi đó làm gì? Ngồi tụi mát. Không lẽ ra ngoài nắng hay mưa nắng. Vậy là cũng có ý định kêu theo rồi đó, giấy gì cho ở nhà. Rồi ở nhà mới có cơm nước ăn chứ. Hay phải có việc làm chứ. Làm hết trơn. Làm hết trơn. Mà chị Nhi có dự tính là mai mốt là có làm gì không? Làm cơ chở. Cơ chở em trước ha. Ờ, tại vì mình không có làm nghề gì được nặng nọ được thì mình làm nội trợ chứ không. Cái số thì muốn bán lắm nhưng mà đợi gành đường cái đã. Chứ mà mới đi làm cái ổng không biết ổng tìm ở đâu ra. Mai mốt được chưa ổng ai có con kiếp á gắn người tôi nên đi đâu vậy cơ. Coi như lên đây thì anh cũng đã có công việc ổn định rồi, thì đi làm với cha chị rồi chị nhà tạm thời nội trợ là cũng ok rồi đó. Rồi ổn định nữa mình tính tiếp nữa, phải không? Nói chung là càng ngày mình càng phát triển về lại em ơi. Cường quá đi. Cường đi chơi luôn á. Ủa chị Nhi, đó nghe nói chị là buồn mình đi lang thang hả? Không biết
mà lúc đó không biết làm sao, cứ ngay nói này cho nên là thấy trong đầu nghĩ là không, không muốn ở nữa, cũng đi mà không biết đi về đâu, rồi đi đủ tỉnh. Là lúc đó chị đi bộ á hả? Hay sao? Bộ rồi có khi người ta thấy vậy rồi người ta không cho có gian đi, ví dụ như có chuyến xe đi Tiền Giang, người ta cho mình đi tới bến xe Tiền Giang, rồi mình ở Tiền Giang đó mình ngủ lại một đêm, ngủ ở ngoài vậy đó. Ngủ trong bến xe á. Có một chị à? Rồi có khi chứ mình đi cái đầu, tôi nhớ cái đợt đi từ chuyến xe đi tới Vĩnh Long, vô bến xe Vĩnh Long á, mà bến xe đó là người ta kêu bằng chữ cái rồi đó. Nó ngủ ở đó, cái tôi được cái ai đồng kia cho tôi cái giỏ, cái răng ở bên dắt cái xe mà xuống cá xuống tôm đó, nằm ở đó ngủ cái cáo. Phụ nữ mà đi lang thang đuối đó hả? Không đi luôn. Mà lúc đó cái động lực chỉ thôi thích mà chỉ giữ vậy? Không có động lực nào. Chỉ buồn thôi hay sao? Buồn mà đi vậy đó. Tôi buồn tôi đi lang thang tôi chẳng biết về đâu. Mà lúc đó là mình có bây giờ nảy sinh cái ý định trong đầu là mình đi tìm cha mình không? Lúc đó nói chung là tôi có thiếu lắm, tôi không suy nghĩ gì tới gia đình nữa. Tôi chỉ biết tôi đi tới đâu hay tới đó à. Là tại vì lúc đó là chị nghĩ là cha chị là không có lo khi mà chị nằm viện đúng không? Là chị suy nghĩ vậy cho nên chị mới không có tìm nha. Nhưng mà thật sự ra là cha tôi lo cho tôi, gia đình bên nội tôi lo cho tôi tất cả. Tại vì em có nghe Tuấn Anh nói á, bà con của chị á, là nói là lúc đó như là cha chị bán nhà để lo cho chị. Thì đó, bây giờ sớm này mới nghe anh ấy anh nói nè. Nói con người mình á, không hiểu biết gì thì nên hãy nhìn thêm chút nữa chứ đừng có như tôi. Mà ấy rồi, không hiểu biết rồi sanh ra người khổ là chính là do bản thân mình. Nhưng mà cuối cùng thì cả gia đình ai cũng lo cho mình hết. Mà mình suy nghĩ là không ai thương mình, không ai thương yêu mình, thật ra là sai. Tôi đặt cái sai của tôi là như vậy. Bởi vì tôi đi đâu tôi cũng nói tôi không cha không mẹ chứ. Tôi nghĩ tôi là cái người cô thân, cô thế. Nhưng nay tôi đã có cha tôi rồi. Giờ tôi có dòng có họ tôi. Tôi có gốc có nguồn của tôi. Rồi bây giờ chị biết là ai cũng thương chị thì chị cảm thấy sao trong gia đình á? Tôi thấy tôi có lỗi. Thì ai cũng thương tôi hết trơn mà đó ngược lại tôi lại đối xử với họ như vậy. Tôi thấy tôi là người có lỗi. Nói chung này mình quay đầu lại thì không có lúc nào là trễ hết. Chỉ là mình nhận ra rồi mình biết. Tại vì bây giờ tôi thương cha tôi lắm. Dạ. Tôi thấy cha tôi cũng thương lắm. Ở lần đầu tiên cha tôi gặp tôi mà ông cung, ông ôm tôi mà ông khóc ông cung á. Tôi làm rồi tôi bất hiếu rồi. Suy nghĩ lại tôi quá bất hiếu rồi. Tôi hối hận á, tôi muốn làm lại cái gì đó bù đắp cho cha tôi, cho gia đình bên tôi. Nhưng mà tôi không biết tôi làm bằng cách nào. Thì nói chung bây giờ mình sống với cha rồi mình cố gắng vậy là được rồi chị ơi. Chứ đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà tôi sợ cha tôi còn buồn lắm. Không, em nghĩ là chị với anh lên đây là cha cũng vui rồi, cha mới kêu lên á. Đúng, cha chở đi lang thang, cha nói con đi lên ở với cha đi. Chứ con đi lang thang là con đừng có để cho cha khóc nữa, con nhớ con điều hòa luôn. Con đừng có đi nữa, con làm cho cha khóc biết không à. Ở vì tôi mới về, cố gắng mọi cái gắng. Tôi mới tìm gặp được cho cha tôi. Ông đã lớn tuổi rồi. Em báo vừa báo tin cái là thấy chị là cắt xe ra đi liền là em cũng biết là chị cũng thương cha dữ lắm rồi. Tại vì ai cũng phải có gia đình mà. Đúng. Rồi còn anh á, từ mà lúc gặp cha vợ tới giờ cảm giác sao? Vui thế. Hả? Vui thế. Vui thế. Rồi cái lúc mà chị Nhi dẫn ông này về rồi cha có nói gì không? Cha chỉ là hỏi hai đứa quen nhau lâu chưa? Mới có năm nay cha nói vậy. Có năm à? Rồi sao cha thấy nó cũng thương con lắm đó. Nói thương người có thương mẫu con thiếp không lắm cha. Cha hỏi nó có thằng thiếp thiệt không? Nó còn nói trời á. Ổng có thằng thiếp con đâu, ổng thương con lắm. Cái chuyện trong nhà là ổng làm hết trơn à. Ổng không cho con làm gì hết trơn, từ nấu cơm cho tới làm đồ ăn, giặt đồ gì là ổng hết.
cha nói à, vậy thì được. Con gái cha từ nhỏ tới lớn ở chung với cha, cha cũng đâu có cho làm cái gì đâu. Cha sợ bay đi ra đường mà thôi xúc người ta đó. Là con nghe tới giờ là cha nhà cũng vui vẻ. Còn lo đó. Tới ăn cơm mà tới bây giờ tôi lớn như vậy rồi còn bắt ổng đút cơm cho tôi nữa đó. Ở bay ổng đút cơm cho nó ăn đi còn. Chứ chồng mới đút cơm cho chị ăn á. Ấy mà sao bay không đút cơm cho nó ăn? Là nó như kêu chồng chị mới đút cơm cho chị ăn chứ không để cho chị múc ăn nữa. Cho cha tới giờ chị lớn rồi mà cha còn bắt chị chồng chị mới đút cơm cho chị ăn nữa. Thuốc uống cũng vậy nữa, cha chị cũng phải cà cái nhuyễn lên cho đút cho chị uống nữa. Chứ không có để chị uống thuốc viên sợ chị bị mắc kẹt. Cha thương quá vậy. Bởi vì cha ổng thương ổng chiều đủ thứ hết trơn á. Mà ổng thương ổng chiều là cái đúng của ổng. Chứ ổng không có chiều cho con mình hư. Cái nào sai là cha chỉ liền. Bởi vì chị nội từ cái tư cách nói chuyện, cha chị, nội chị, bên nhà chị dạy chị từ câu từ gì. Và nhiều lúc chị nhớ thì chị nói gan vậy đó. Nói chừng chị quên là chị nói cùng như điên. Nhiều người còn nói chị á, con này đâu phải là nó học lớp 3, lớp 4 rồi nó học cái cao đẳng á. Nhưng mà cái gì của cha chị dạy cho chị, bên nội chị dạy cho chị từ câu từ chữ. Chị nhiều lúc chị nhớ lại, chị nói chuyện. Chị đáp ứng và đối xử với người ta là cũng như cái câu từ lời nói đó. Rồi trên mạng á, thì có nhiều khán giả nói là chị Nhi giả sờ, chị Nhi mà đọc được những cái bình luận đó, chị Nhi có suy nghĩ sao? Không có buồn. Tại vì nếu mà nói tôi giả khờ đó là tùy theo mọi người. Chứ trên đời này đâu có ai ngu gì để cho mình giả khờ đó. Tùy theo cái cách nhìn của mọi người. Tại vì mình đâu có đoán được. Và chỉ mong cho mọi người từ đây về sau hãy hiểu tôi nhiều hơn, thương tôi nhiều hơn. Chứ tôi cũng không muốn giả tạo để làm gì. Cuộc sống của tôi thì cũng được mọi người giúp đỡ, cho tôi tất cả. Tôi như mới được hơn ngày hôm nay, chẳng những xe nè, quần áo nè. Rồi hiện tại giờ ví dụ như tôi có tiền để cho tôi khai, có tiền tôi đi khám nè, cũng là giờ mọi người. Chứ tôi lợi dụng chi những cái thứ đó để làm gì. Nhưng mà tôi rất quý trọng và trân trọng những cái điều đó. Vì nhờ mọi người mà tôi mới có được như ngày hôm nay. Không có mọi người là tôi không còn như con Nhi như bây giờ. Chỉ là con Nhi đi ăn xin ngoài đường thôi, con Nhi đi lang thang thôi. Nhờ mọi người mà tôi còn có như được ngày hôm nay. Có xe, có tiền để chữa bệnh. Và những khi có nhà trọ để ngủ, chứ không còn để ngủ ở trong rừng trong rú nữa. Giờ tiền vốn có gì đó, vốn có những số tôi có mà cũng nhờ mọi người. Nhưng mà tại giờ đường này giờ tôi cũng chưa có gành lắm. Tại vì thẳng đầu tôi có thể gành đường rồi tôi đi bán giấy số. Chứ tôi xin mọi người đừng bỏ rơi tôi. Thì ra riêng bản thân em á, mà thấy là giống như chị là một phụ nữ mà trải qua điều kiện vậy là mình cũng quá khổ rồi. Cho nên là có ai nói gì thì nói, nhưng mà mình là chính mình là được rồi. Dạ. Miễn mình sống vui vẻ bên gia đình mình thôi. Còn dạ đúng rồi. Bởi vì ai hỏi như thế nào tôi cũng nói chung ra không phải là không quan tâm, cũng quan tâm. Tại vì họ đã quan tâm đến mình phải quan tâm đến họ. Nhưng mà mọi cô chú, anh chị trên mạng, xin đừng bỏ Nhi. Nhi có được như ngày hôm nay là nhờ cô chú, anh chị giúp đỡ cho Nhi những lúc Nhi khó khăn. Và có cuộc sống được gặp cha giờ cũng tốt hơn khi Nhi ngày xưa. Nhi bây giờ sống rất là êm ấm là nhờ mọi cô bác, anh chị đã giúp đỡ cho Nhi. Cho Nhi là một người đúng con người của Nhi. Không còn con Nhi ăn xin ngày xưa nữa. Thôi bây giờ ngồi nghỉ ngơi chút đi rồi đợi cha chị tới ha. Xin cha lâu quá vợ. Tới giờ hạn chế khóc đi. Khóc vô thấy buồn quá cha. Nhưng mà đừng có nói cha là Nhi khóc ha. Nhi đó, cha mà thấy Nhi khóc là cha buồn á. Mắc cái vợ luôn. Anh ơi, để cho cha coi. Anh tiên rồi, mở hôm nay không ạ. Phúc, để cho cha chị cái phúc.